sang bất động sản Minh Đức Bình Dương. Xin kính chào bà con. Buổi sáng ngày hôm nay, em Minh Đức đang có mặt tại căn nhà 1/3 tầng lầu. Tôi đang nằm ở phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Lời đầu video, em Minh Đức kính chúc bà con thân thương của em Minh Đức ở trên YouTube mọi miền tổ quốc có một ngày làm việc thành công bên gia đình hạnh phúc vui vẻ. Và để đưa bà con đi tham quan chi tiết căn nhà 1/3 tầng lầu tọa lạc nằm ở phường Bình An, thành phố Dĩ An này, thì bà con cùng đồng hành với em Minh Đức đi tham quan chi tiết căn nhà này. Và bà con nào đang theo dõi kênh của em Minh Đức thì bà con vui lòng hãy cho em xin một nút đăng ký và một nút like chia sẻ để em lấy động lực đưa bà con đi tham quan tất cả những mẫu nhà bên của em Minh Đức đang có bà con nhé. Và bây giờ bà con cùng đồng hành với em Minh Đức đi tham quan chi tiết cái công năng sử dụng, cơ sở hạ tầng của căn nhà này ra sao và có hợp với bà con hay không. Bà con cùng đồng hành với em Minh Đức ạ. Căn nhà này được thiết kế 1/3 tầng lầu. Thì 1/3 tầng lầu nó ra sao thì bà con cùng đồng hành với em Minh Đức tham quan chi tiết cái video khoảng 15-20 phút bà con nhé. Bà con nào đang có nhu cầu mà bắt gặp được cái video của em Minh Đức thì hãy điện vào hotline 0968 944 993 hoặc 0977 62692. Căn nhà này có hướng Đông Bắc, được thiết kế phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 6 nhà vệ sinh và có 2 sân thượng trước sau. Được phun nội thất bà con nhé. Căn nhà này toàn là căn nhà này bà con di rời từ căn nhà này mà xuống tới Thủ Đức này, thành phố Hồ Chí Minh này, đấy, Gò Vấp này, bà con di rời nó rơi vào khoảng 10 cây số bà con nhé, rất tiện lợi, nằm trung tâm trường, chợ, phường rất gần, bà con di rời rất gần, bà con yên tâm, và gần nhất là quốc lộ 1K bà con nhé. Và bây giờ em Minh Đức sẽ đưa bà con đi ra tham quan cái cơ sở hạ tầng. Vâng ạ, cái cơ sở hạ tầng ở đây thì nó là đường thông bà con nhé. Đường là 7m bà con ạ. Vâng, đường 7m, vỉa hè mỗi bên 4m bà con nhé. Rất rộng. Tuy rằng cái căn nhà này không có xe hơi khép kín trong nhà, nhưng bà con lại được cái vỉa hè, có thể là bà con bỏ được xe. Tất cả ở khu vực này thì nhiều căn thì bên em thiết kế thì cũng có sân xe hơi khép kín, nhưng mà căn nhà này diện tích của nó chỉ là 4 x 15.5. Vâng ạ, 4 x 15.5, cho nên là không có xe hơi khép kín trong nhà. Đây là một cái mặt tiền 1/3 tầng lầu bà con tham quan. Căn nhà này đã hoàn công 100% bà con tham quan. Dân cư đông đúc ạ. Cơ sở hạ tầng và điện âm, nước âm tất cả đều ok bà con nhé. Và bây giờ em Minh Đức sẽ đưa bà con vào trong nhà để tham quan công năng sử dụng. Công năng sử dụng thì hiện tại trước tiên là cái bộ cửa này, là một bộ cửa cuốn này. Vâng, và một bộ cửa nhôm kính sơn pha chất lượng cao, cửa lùa bà con nhé. Đây ạ. Bà con nhìn vào cái bộ cửa 4 cánh lùa này, tức là 2 cánh lùa và 2 cánh chết. Vâng, tức là bà con có thể là vẫn mở ra mở vào được, nhưng mà bà con chỉ cần mở 2 cánh này thôi. Đó, rất chi ok và lịch sự. Còn căn nhà này full nội thất như thế nào thì bà con tham quan. Full từ cái mà tủ để nón bảo hiểm, để giày dép, bà con lại thấy không ạ, đã full rồi. Còn tất cả những cái mà ô nhấn, vâng, ô nhấn thiết kế tất cả trong cái khuôn viên của căn nhà, chất liệu gỗ đều bằng gỗ, chất liệu gỗ sồi bà con nhé. Tất cả các khung này là chất liệu bằng gỗ sồi hết bà con ạ. Bà con yên tâm. Bộ bàn ghế tiếp khách rất lịch sự, bà con tham quan nhé. Đó, bà con thấy không, cái trần của phòng khách và căn nhà này chỉ là nơi để xe máy thôi bà con nhé. Vâng ạ, nơi để xe máy, cho nên là bà con khi bà con nào sử dụng mà chọn cho mình một căn nhà như thế này thì bà con lên cân nhắc. Ví dụ như là bà con cái xe hơi thì bà con sẽ để ở ngoài vỉa hè bà con nhé. Vỉa hè rất chi là rộng,
tới 4 mét về hè cơ. Rồi. Căn nhà này full nội thất, tất cả truyền hình, tivi, tủ lạnh, điều hòa, vân vân. Đầy đủ, không thiếu một thứ gì. Bà con chỉ đưa quần áo tới, bà con ở ok. Cọc cho em, bên em khoảng chừng đầu 300-400 triệu hoặc 200 triệu vân vân thì bà con có thể nhận được nhà. Còn mọi thủ tục bên em sẽ tự sang sổ cho bà con và bên em sẽ hoàn công luôn cho bà con. Bà con không phải lo giấy tờ, thủ tục gì cả. Dưới chân cầu thang là một cái tủ rượu bà con tham quan. Đó. Không gian phòng bếp bên em đã vào cho bà con một bộ bàn ăn 6 ghế và tủ chén rất lịch sự bằng chất liệu gỗ sồi và kệ bếp cũng rất ok. Đó, bà con tham quan nhé. Đấy ạ. Tất cả những cái thiết bị và hệ thống cho căn nhà này đều là chất liệu cao cấp, bà con yên tâm. Đó. Rồi, không gian phòng bếp là đây, bà con tham quan nhé. Sau đó này, về phía đằng sau thì có một cái thoát hiểm khoảng 1 mét bà con nhé. Đây là cửa ra thoát hiểm. Hàng rào tất cả bên em đã làm kín tắp rồi, kể cả ở trên sân thượng. Bà con chỉ cần về ở thôi mà. Đây là một cái nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh này thì cái chậu rửa mặt sẽ nằm bên ngoài, gương soi mặt nằm bên ngoài. Rất là đầy đủ thiết bị. Rồi, từ đầu video tới giờ em Minh Đức đã review cho bà con tham quan chi tiết ở dưới trệt, mặt tiền, cơ sở hạ tầng, công năng sử dụng ở dưới trệt. Thì bây giờ bà con cùng đồng hành với em Minh Đức đi tham quan ở trên lầu 1. Vâng, ở trên lầu 1 thì bên em thiết kế hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh khép kín, full nội thất bà con nhé. Full nội thất như thế nào thì bây giờ bà con cùng đồng hành với em Minh Đức đi tham quan. Vâng, căn nhà này rất lịch sự và rất cao cấp theo phong cách 2023 bà con nhé. Và bên tay phải thì trước tiên vào cái cửa phòng, có những cái cửa phòng là chất liệu bằng gỗ sồi hết tất cả các cửa phòng. Đây ạ, rất là xịn sò. Đấy. Và vào trong phòng ngủ đầu tiên thì cái phòng ngủ này có thể là em thấy là em thiết kế, bên em thiết kế luôn là cũng không lịch sự bằng cái phòng ngủ ở đầu. Đấy. Phòng này thì cũng là rất đơn sơ nhưng mà cũng là full nội thất. Đây ạ. Và ưu điểm nhất cho căn nhà này là đã giảm giá sâu bà con nhé. Vâng ạ, đã giảm giá sâu cho căn nhà này. Còn tất cả về những chẳng hạn rèm, các cửa này đều bằng rèm kéo cao cấp. Đây bà con tham quan. Nhà vệ sinh khép kín cho các phòng. Căn nhà này rơi vào tới 6 cái phòng nhà vệ sinh. Đây, nhà vệ sinh quá nhiều. Bà con thấy không ạ? Rồi, phòng ngủ số 2 cho cái lầu 1. Vâng, phòng ngủ số 2 cho cái lầu 1. Thì bây giờ đầu tiên vào cửa phòng thì bắt gặp được cái nhà vệ sinh. Đây ạ, nhà vệ sinh VIP. Đây. Sau đó này, chất lượng của phòng ngủ này là phòng ngủ cao cấp. Đây ạ. Đấy, như khách sạn luôn bà con nhá. Đấy, như khách sạn luôn đó, bà con yên tâm. Và bà con cố gắng bớt chút thời gian ở bên mâm cơm gia đình tham quan cùng em Minh Đức cái video 20 phút. Vâng, thì bà con có thể nắm bắt được tất cả những cái công năng sử dụng của căn nhà. Và có thể là bà con rút kinh nghiệm, hoặc là bà con em nói hơi quá, bà con học hỏi cái những cái mà lấy những cái mà chi tiết nào bà con ưng. Vâng, thì bà con có thể áp dụng. Bà con đang là muốn xây cho mình một căn nhà thì bà con có đất thì bà con có thể áp dụng một cái số nhỏ nào cho cái căn nhà em Minh Đức đang quay. Vâng, chắc chắn là
xây nhà thì phải có bản vẽ rồi. Nhưng khi có bản vẽ thì bà con có thể là nhiều khi nhà làm xong còn thấy lỗi, và làm xong cái lỗi ngay thì có thể là bà con rút được kinh nghiệm nhiều căn, thì có thể bà con áp dụng cho mình một căn nhà nó hoàn mỹ hơn. À, theo em là như thế. Còn cái quá trình mà em tư vấn cho bà con, bản thân của em là ngành xây dựng cũng đã lâu dài nhưng mà cũng chưa thể biết hết được. Vâng ạ, chưa thể biết hết được. Không gian trên lầu 2 thì em cũng vào phòng ngủ ở bên tay phải trước thì giống ở dưới luôn nhé. Chỉ có cách điệu những cái mà chăn ga gối điện, vâng, rồi những cái bức hình, có thể nó khác, rồi cái trần là phông có thể là khác một xíu nhưng mà nó cũng tương tự bà con nhé, tương tự cho cái phòng ngủ như phòng ở dưới trên, dưới lầu 1 ạ. Đó, bà con tham quan. Đây là cái nhà vệ sinh khép kín cho phòng ngủ số 3. Vâng, đây là phòng ngủ số 3. Rất chi tiết, bà con tham quan. Truyền hình, tivi, điều hòa, tủ lạnh, máy giặt đầy đủ bà con nhé. Bà con cứ yên tâm, rất đầy đủ. Rồi về phía đằng trước thì cái phòng ngủ này cũng tương tự như phòng ngủ ở dưới bà con nhé. Đây ạ, nhà vệ sinh cao cấp. Rồi sau đó này, phòng ngủ VIP. Đây ạ, phòng ngủ VIP bà con tham quan. Bà con nào muốn tham quan nhanh cái video thì bà con lên TikTok. Vâng, TikTok là bất động sản Đức Lập, ở trên TikTok cũng có bà con nhé. Tức là em cũng Facebook, Zalo, TikTok vân vân. Đây là phòng ngủ số 4 bà con nhé. Vâng, đây là phòng ngủ số 4, bà con thấy VIP không? Nếu bà con nào thấy VIP và đang tham quan cái video của em thì hãy vui lòng cho em xin một nút đăng ký, một nút like. Vâng, thì khi mà bà con like cho em thì chắc chắn rằng nó sẽ đến nhiều người, nhiều bạn bè trên mọi miền Tổ quốc được biết những cái video của em. Em rất chi là cảm ơn bà con đã đồng hành với em trong thời gian qua. Vâng, lời em đứng đây là phòng ngủ số 4 cho cái tầng lầu 2. Rồi, bây giờ em lên tầng lầu 3. Tầng lầu 3 thì bên em thiết kế là phòng thờ, nhà vệ sinh, rồi hai sân thượng, một sân trước ăn nhậu tham quan và một sân thượng đằng sau là phơi đồ để máy giặt bà con nhé. Đó, bà con thấy không, rất hiện đại cho cái căn nhà này. Và đây nơi em đứng là cái mâm nghỉ cầu thang ở trên lầu 3, có một cái giếng trời rất sáng xuống dưới. Hàng ngày bà con ở nhà là rất sáng còn nhé. Sau đó này, trước tiên em sẽ cho bà con tham quan cái phòng thờ. Đây là một cái phòng thờ, một cái phòng thờ rất rộng rãi bà con nhé. Phòng thờ này rất rộng rãi nhé. Sau đó này, ra cái ban công đằng trước. Ban công đằng trước này là chuyên môn để ăn nhậu bà con nhé. Rất lịch sự đấy ạ. Em đảm bảo với bà con là rất lịch sự luôn. Đó, đây ạ. Bà con tham quan. Đã có bàn ghế đá cho bà con ngồi ăn nhậu rồi. Bà con thấy không ạ? Bàn ghế đá ngồi ăn nhậu thoải mái luôn. Đó, rồi. Để rút ngắn video lại thì mong rằng bà con đi cùng em tham quan chi tiết cái công năng về phía đằng sau ở trên tầng 3 này. Ở trên tầng 3 này thì bà con thấy đấy nhá, em tư vấn thêm cho bà con là cái căn nhà này là tất cả các hệ thống điện cao cấp, camera, dây mạng, truyền hình, tất cả căn nhà này nó rơi vào khoảng 6 cái mắt camera như thế này. Đây là nhà vệ sinh ở trên lầu 3. Nhà vệ sinh này để áp dụng cho bà con ăn nhậu này, rồi phía máy giặt đằng sau này, ban công đằng trước này. Phía máy giặt đằng sau này thì bên em cũng đã làm cái hàng rào và mái tôn xong hết cho bà con, và vào cho bà con một cái máy giặt Samsung. Đây
bà con thấy ok không ạ? Em nói là full nội thất thì bà con chắc chắn rằng bà con tự hiểu được căn nhà bên em đã hoàn thiện xong 100% full nội thất bà con nhé. Rồi ok, thì hiện tại bây giờ em Minh Đức đang là ở trên lầu 3. Vâng, trên lầu 3 thì em cũng đã review rất kỹ cho bà con tham quan. Thì bây giờ bà con cùng đồng hành với em đi xuống dưới trệt để tham quan một xíu nữa, rồi em sẽ báo giá cho bà con nhé. À, căn nhà này thì tọa lạc nằm ở phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Căn nhà này có hướng đông bắc, diện tích 4 x 15.5. Vâng, nó rơi vào 62 m² bà con nhé. Vâng, chính xác 62 m². Đấy, tọa lạc thì bà con di rời thì rất chi là gần, khoảng mấy trăm mét là ra quốc lộ 1K. Vâng, mấy trăm mét ra quốc lộ 1K. Bà con di rời từ đây xuống Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, quận 12, quận Gò Vấp, rất chi gần bà con nhé. Bà con di rời rất chi gần. Căn nhà này được thiết kế này, phòng khách này, phòng bếp này, 4 phòng ngủ này, một phòng thờ, sân thượng trước sau ở trên lầu 3. Vâng, sân thượng trước sau ở trên lầu 3. Đấy, và cộng thêm là full nội thất bà con nhé. Đã hoàn công sẵn cho bà con căn nhà này. Vâng ạ, đã hoàn công sẵn cho bà con căn nhà này. Và căn nhà này bên em đã giảm giá cho bà con. Vâng, cứ căn nhà nào giảm giá thì em sẽ chỉ là giảm giá cho bà con nhé. Căn nhà này giảm giá tới mấy trăm triệu, bà con yên tâm. Và căn nhà này bên em đang rao bán với cái giá là 6 tỷ có thương lượng bà con nhé. Vâng ạ, 6 tỷ có thương lượng cho bà con. Bà con yên tâm, 6 tỷ cho căn nhà 1/3 tầng lầu, tọa lạc nằm ở phường Bình An, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Vâng ạ, để kết thúc video, em Minh Đức kính chúc bà con thân thương của em Minh Đức ở trên YouTube mọi miền tổ quốc có một ngày làm việc thành công, bên gia đình hạnh phúc vui vẻ. Vâng, em Minh Đức hẹn bà con video tiếp theo. Em chào bà con ạ.